Vâng, thì bây giờ tôi sẽ đi mua dừa nhá. Ok, tôi bắt đầu đi nhá. Ok, giờ mình sẽ hái dừa nhá. Hái quả to to xíu. Đây thằng em của mình. Ok, mình hái được 2 quả nhá. Giờ mình sẽ về sẽ làm clip cho các bạn xem nhá. Ok, thì bây giờ mình đã chuẩn bị hết rồi. Có đây là gạo nhá. Đây, quả dừa mình hái buổi trưa đây. Mình đi mua mà không có nên mình bất chấp đi hái. Ok, và mình đã gióm bếp trước rồi nhá. Giờ thì ok, giờ mình sẽ chặt cái quả dừa này ra, xong rồi bỏ dừa, bỏ gạo vô. Thằng em mình bắt đầu đang chặt này. Khó chặt quá. Chặt mạnh lên. Có cái con dao nào nhẹ nhẹ hơn. Ok, hơi gần chặt xong quả dừa rồi. Giờ tôi sẽ bỏ gạo vô. Chờ thành quả. Sắp rồi anh em ơi. Qua hơn 3 tiếng thì chờ đã sôi rồi các bạn. Chờ thêm xíu nữa nhá. Vâng, thì sau một quá trình dài chờ đợi thì cơm đã chín. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem nhá.
khoảng tầm gần 8 giờ rồi và cơm cũng đã chín rồi. Bây giờ thì tôi sẽ ăn thử cho các bạn xem nhá. Ok. Ok. Giờ thì tôi bóc hết ra rồi. Giờ tôi thử nhá. Bóc hết trà này, các bạn xem thử nhá. Nóng quá. Tôi sẽ ăn thử cho các bạn xem mùi vị như thế nào nhá.